Vâng, Imonsai xin kính chào tất cả quý vị các bạn nhé. Thì hôm nay Imonsai lại giao lưu cho anh em ở Phú Thọ, Việt Trì Phú Thọ, một cái cosi rất là quý mọi người nhé. Một cái cosi mà mình rất là thích, thì mình cũng mới giao lưu về được, mua được 7 cây đấy, thì mình cũng giao lưu 3 cây rồi. Còn cốt này thì mình cũng định mang lên trần và mình cắt, mình làm lại đấy mọi người ạ. Thế nhưng mà ông anh trên Phú Thọ là một người rất yêu cây mọi người nhé, thì anh em mua về cũng không phải thợ mà anh em mua về chơi thôi. Đây mình quay lại một chút cho mọi người xem cái cosi này, tìm những cosi mà nó tầm tầm này một người bê lặng lắm ấy, mọi người nhé. Đây một cosi cũng rất là quý mọi người nhé. Thì em bonsai sai đa số cũng nói từ đầu rồi, mình bắt được đồ nó chuẩn, mình bán giá thợ nên bán rất là dễ. Tất nhiên là về anh em mình có những cái cây thì có thể là trên sân là có người cộng rồi, chưa chuyển về chỗ chủ mới mọi người nhé. Thì bây giờ thì em bonsai sẽ chuyển lên cái xe và lên Phú Thọ cho anh ấy nhá. Thì mình tiện cái chuyến đi này của mình, mình đi Phú Thọ mình về, sau đó mình lại ra cái vườn của anh Phương. Anh Phương là anh làm cây trong vườn của anh Tuấn thầy chùa mọi người nhá. Thì hôm qua mình cũng giao lưu của anh Phương 4 cây. Thì hôm nay tiện được mình vòng sang bên đấy thì mình đi về mình lấy cây về mọi người nhá. Đấy. Cốt rất là đẹp, bán những cái cốt này giao lưu đi cũng rất là tiếc mọi người nhé. Mình giao lưu cái giá rất hợp lý. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đưa cây lên Phú Thọ mọi người ạ. Chuyển cho anh Thái cây này thì ra là anh ấy là cơ quan, là anh ấy người yêu cây nên mình chuyển đến tận đây cho anh ấy. Không bình thường mình gửi xe, hôm nay mình lên tận đây mình chuyển cho anh ấy là cái tấm lòng riêng. Nên cả anh ấy người rất yêu cây, mua anh ấy mua để chơi, mua không mua để bán mọi người nhé. Em cảm ơn anh nhé. Đây mình anh chỉ quay một chút đường dài để cho mình xem. Đấy mọi người đặt ra mình cây như này mà căn bản qua đây để tôi quay lại một đoạn cho mọi người xem nhé. Đây thì mình đang cầm cái tay nhé, khả năng nó hơi rung một chút. Đấy, nó có lèn nó khác ngay. Một cốt rất là già. Cây này thì mình lấy nhà anh Thạch, thì các bạn biết là cây anh Thạch thì đồ ở bên Hưng Yên thì cái đồ là đồ chuẩn rồi. Đồ chỉ có đồ già, đồ xịn thôi. Cái này đấy. Cái đấy là ghi lại một chút hình làm kỷ niệm cho mọi người nhé. Bác là người rất yêu cây. Một cái búp đỏ. Lọ mình cắt mình cho lên tầng rồi mọi người nhé, để mình làm lại. Nhưng mà anh ấy bảo thiện chí anh lấy luôn nên là mình để cho anh ấy. Đấy, thì cảm ơn tất cả mọi người nhé.